Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm và xa cây kiểng trên cả nước này, xem kênh Cuộc Sống Honda Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ của em Nam ở Chợ Lách Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số giống cúc mai bông đẹp cô chú anh chị ha. Dạ bữa nay thì mình cũng có rất là nhiều loại giống với cô chú Thọ Hương ha, hoa hồng Thanh Tú, cúc bi Phượng Thanh Trân. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm giống mai nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em Nam giúp em luôn ha. Đa số là hàng này về mình lấy bo được liền luôn á cô chú anh chị. Chị xin chào em Nam ơi. Dạ, em chào chị ha. Em chào với cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay thì em cũng tiếp tục đến với kênh, cũng giao lưu với cô chú anh chị. Mình lô mai giống gì cho cô chú anh chị, mình lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng là mình chơi Tết 2024 cho cô chú anh chị. Rồi, giờ một cây đầu clip ha. Sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây cúc sông hỷ cho cô chú anh chị. Nè, cúc sông hỷ. Cây này mình cũng được 4 bo ha. Rồi, bình thân của cây là được 9, củ là được 15, chiều cao 66, tán ngang 52. Rồi cúc sông hỷ này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá cũng chỉ là 300 ngàn bao phí ship luôn. Rồi 300 thôi cô chú. Rồi 25 anh nè. Rồi 25 anh nè, cũng là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Cây này cũng được bình thân 11, 4-5 bo cô chú. Chiều cao 52, tán ngang 44. Rồi cái cúc hoa hồng giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 300 luôn nha. Dạ 300 ngàn. Rồi xuống cây. Mã số 26. 26 anh nè, là một cây cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi quanh thân là được 10 rưỡi, tính 10 ha. Chiều cao 59, tán ngang 44. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 270 ngàn nha. Dạ rồi 270. Rồi em xuống đây. Mã số 28. Ủa? 27 mà. 27. 27 anh nè, cũng là một cây cúc sông hỷ luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Cây này về mình lấy bo được liền luôn ha. Dán đế lắc nè. Ghép được 3 chục ghép. Rồi hoành thân là 9. Chiều cao 60. Tán ngang 52. Rồi cây cúc sông hỷ này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 nha. Dạ rồi 250 thôi. Rồi em xuống cây. Mã số 28. Anh à, cũng là một cây cúc nữ hoàng kem nha cô chú anh chị. Dạ nữ hoàng kem. Rồi bình thân là được 9. Chiều cao 57. Tán ngang 42. Rồi cây nữ hoàng kem này giao lưu với cô chú anh chị giá cũng là 290 ngàn bao phí ship luôn nha. Dạ. Rồi 29 anh à. 29 anh à, cũng là một cây cúc không nhụy nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 10. Chiều cao là được 66. Tán ngang là 37. Rồi, cây cúc hôm nhị này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 270 luôn nha. Rồi. Mã số 30. Anh à. Là một cây phúc lộc họ nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành thân là được 10 rưỡi em tính 10 ha. Chiều cao 52. Tán ngang 45. Rồi, cái phúc lập họ này giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 270 luôn. Dạ. Mã số 31. Anh nè, là một cây ngựa sử nha cô chú anh chị. Ghép được 4 bo đó cô chú. Hoành thân là được 9. Chiều cao 40. Tán ngang 27. Rồi, cây ngựa sử này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 nha. 31 hả? 32. Rồi tiếp theo là mã số 32 nè. Là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Họ Hương lá cẩm hạch ha. Đế đẹp luôn á cô chú anh chị. Rồi hoành thân là 5 rưỡi em tính 5 ha. Củ đế là được 18. Chiều cao 22. Tán ngang được 17. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 nha. Giờ cho cô chú anh chị mình lấy giống mình ghép ha. Mã số 33. 33 nè, là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Cây này dán lắc nè cô chú anh chị. Dán nằm luôn. Hoành thân là được 9. Chiều cao là được 59. Tán là 57. Rồi, cái cúc họ Hương giao lưu với cô chú anh chị giá cũng 300 nha. Dạ, thọ Hương. Rồi, em xuống cây.
Tiếp theo là mã số 34N. Là một cây nhụy ngọc to cho cô chú anh chị, giống mới ha. Một bông mà hai màu ha cô chú anh chị. Quanh thân là được 5. Cũ là được mấy quanh này. 12. Rồi, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 350 cho cô chú anh chị. Một cây nhụy ngọc tròn nha. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã số 35N. Góc ghép bóng rễ ha cô chú anh chị. Quanh thân là được 6. Cũ là 20. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 luôn nha. Một cây bạch mai nha cô chú anh chị. Mai tân tân 2020 nha cô chú anh chị. Rồi, em xuống cây. Rồi, tiếp theo là mã số 36N. 36N cũng là một cây cúc hoa hồng luôn cô chú anh chị. Dáng nằm như một con hú nè. Quanh thân là được 12. Chiều cao 66. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 300 ha. Một cây cúc hoa hồng. Mã số 37. 37 anh nè, cũng là một cây mai sắn cô chú anh chị. Quanh thân được 8. Chiều cao 25, tới ngang 28. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 250 ha. Mã số 38. Rồi, 38 anh nè. Cũng là một cây tam sắc hoàng mai ha cô chú anh chị. Cái này bo già luôn cô chú anh chị, đế nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Rồi, quanh thân là được 6,5. Chiều cao 44, tới ngang 36. Rồi, cái này giao lưu cô chú anh chị giá là 200 ha. Dạ. Rồi, mã số 38 anh nè. Rồi, tiếp theo mã số 39 anh nè. 39N cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Quanh thân là được 9. Chiều cao 55, tới ngang 52. Rồi, cây cúc cam này giao lưu với cô chú anh chị giá là 300 ha. Mã số 40N cũng là một cây cúc cam nha cô chú anh chị. Quanh thân là được 9. Chiều cao 37, tháng ngang 40. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 250 ha. Dạ. Rồi, xuống cây. Mã số 41. Rồi, tiếp theo là mã số 41. N là một cây nhị đỏ nha cô chú anh chị. Quanh thân là được 11. Chiều cao 53. Tháng ngang 55. Rồi, cái cúc nhị đỏ này giao lưu với cô chú anh chị mình là 300 nha. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo là mã số 42 nè. Là một cây cúc tây hy nha cô chú anh chị. Hết được 4 bo cô chú. Rồi, quanh thân là được 10. Chiều cao 52. Tán ngang 36. Rồi, cái này giao lưu của giới cô chú anh chị mình giá cũng là 208 nha. Nè. Rồi, tiếp theo là mã số 43 nè. Cũng là một cây ngọc mai luôn cô chú anh chị. Rồi. Quanh thân là được 9. Chiều cao 55. Tán ngang 49. Rồi, cái ngọc mai này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá là 250 nha. 43. Rồi, tiếp theo mã số 44. 44. Anh à. Anh à, cũng là một cây phú tân nha cô chú anh chị. Quanh thân là được 9. Chiều cao 50. Tán ngang 30. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá 250 nha. 45. Rồi, tiếp theo là mã số 45. Anh à, cũng là một cây cúc bi. Quanh thân là 11. Chiều cao 48. Tán ngang 36. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá 250 nha. Cái... Mã số 46 á. Rồi, 46 nè. Cũng là một cây cúc nhị đỏ nha cô chú anh chị. Quanh thân là được 10. Chiều cao 52. Tán ngang 48. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 280 ngàn nha.
47. Rồi, tiếp theo mã số 47 anh à. Cũng là một cây cúc song hỷ luôn cô chú anh chị. Hoành thân là 10. Chiều cao 48, tán ngang 48 luôn. Rồi, cúc song hỷ như giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300 ngàn luôn. 48. Rồi, 48 anh à. Cũng là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 10. Chiều cao 60. Trái ngang là 35. Rồi cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300 ngàn luôn. Dạ, hoa hồng thanh tú nha. Rồi, mã số 48. Rồi. Hai cây nữa đi. 49. Rồi, tiếp theo là mã số 49. Anh à, cũng là một cây cúc song hỷ luôn. Hoành thân là được 10 rưỡi, tính 10 ha. Chiều cao là được 60. Trái ngang là 39. Rồi cái cúc song hỷ này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 300 ngàn luôn. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 50 nè. Là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Cái này giúp được cũng được 4 bo, 5 bo nha cô chú. Rồi, hoành thân là được 9. Chiều cao xa 70. Trái ngang 48. Rồi cái cúc họ Hương này giao lưu với cô chú anh chị mình lát cũng 300 ha. Rồi cây mã số 50 anh à, là cũng một cây của clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ha. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương và ủng hộ. Rồi số điện thoại Zalo của em là 0866 59094 nha cô chú anh chị. Và em xin chào ạ. À, em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị ha.